Chiều xin mến chào đến tất cả các cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay ngày 24 Tết, chiều sẽ review một vòng đường Trần Phú và dọc đường Trần Hưng Đạo, rồi cái vùng mà người ta bán cây cạch, tất cả quý vị cùng xem. Bây giờ mình xin mời tất cả quý vị cùng các bạn đi theo chân mình. Bây giờ là mình bắt đầu mình xuất phát. Thì hôm nay là ngày 24 Tết rồi. Nên là mọi người chúng ta là ai ai cũng đang nô nức đi kiếm cho mình những cái chậu hoa vàng tươi đỏ rực, cũng như là chuẩn bị trang trí trên bàn thờ ông bà tổ tiên, bàn thờ Phật này kia, hay là một số gia đình thì đi ra thăm mồ mả. Chúng ta đang đi tới vòng xoay này, là vòng xoay Trần Phú. Bên tay trái là trung tâm hành chính của thành phố Đà Lạt, như hành chính tỉnh. Ở bên kia là tòa nhà Vietcombank cũng như là khách sạn Sammy. Giờ chúng ta tiếp tục đi men theo cái con đường này để đi đến đường Trần Hưng Đạo. Và nơi đó là cũng ngay đường mà có đài truyền hình á. Chúng ta tranh thủ đi ngang tới luôn vì đang là đèn xanh. Hôm nay thì mọi người cũng có giờ tan tầm, nên là các phụ huynh cũng đang đón con em đi học về. Một số thì đi làm, một số thì đi mua các kiểu. Những ngày Tết này thì xe cộ ra ngoài đường rất là đông, nên mọi người đi xe cũng thật là chú ý và cẩn thận. Trước mặt chúng ta đó là trung tâm bưu điện. Hồi xưa nay người ta hay lấy cái trung tâm này, cái cục điện đó là làm chính. Và chúng ta chuẩn bị đi tới là nhà thờ con gà, trước đây gọi là nhà thờ chánh tòa, cũng là gọi là nhà thờ con gà, gọi tên nào cũng được. Xây từ thời Pháp thuộc cũng rất là lâu rồi. Từ khi Đà Lạt hình thành thì đã xây dựng những cái nhà thờ rất là hoành tráng lệ. Ở bên đường thì xe ô tô còn rất là nhiều, chứng tỏ là Đà Lạt rất là phát triển. Ở đâu cũng vậy, thì cũng có người giàu, người nghèo, cũng có người khá giả, người nghèo khổ, người sang, người kẻ hèn. Nhưng mà Tết đến xuân về thì hầu như là ai ai cũng đều có bánh chân, bánh tét, cũng như là có hạt dưa, mứt đồ trong nhà. Thì khách khứa hay là bà con tới chơi còn có hạt dưa, miếng mứt rồi ăn cho vui. Chúng ta chuẩn bị đi thêm một đoạn nữa. Đây là một cái ngã ba mà được sang đi theo tay trái thì đi xuống lại bờ hồ Xuân Hương. Trước mặt chúng ta còn bên tay phải có một cái đa rất là to, quý vị thấy không? Cái đó cũng rất là lâu năm rồi. Có một số người đang đứng để bắt xe đi về quê. Cái vòng xoay này trước mặt của quý vị đang xem là đài truyền hình. Và một đường đi theo chiếc xe màu trắng trắng, hai chiếc xe lớn đó là đi về hướng đèo Brent. Con đường mới thông cách đây mấy hôm. Họ mới nâng cấp lại đường đèo rất là đẹp, để hôm nào mình sẽ review lại cho mọi người xem. Giờ chúng ta chuẩn bị quẹo tay trái để đi đến đường Trần Hưng Đạo. Con đường xưa nay thì cũng không có đông vui nhộn nhịp lắm, nhưng sau này được chính quyền họ cho phép bán cây cảnh, nên là người ta dời cây lên đây, không có bán dưới bờ hồ nữa. Hai bên trồng họ bán mai rất là nhiều.
cây đào. Mình nhìn tới cây đào thì mình thấy cái công nghệ trồng cây bây giờ rất là nhanh mà tiến bộ, không như những năm trước người ta trồng đào rồi nhìn nó sơ sát hơn. Bây giờ người ta trồng theo kiểu công nghiệp nên là cây đào rất lên rất là đẹp, cũng như phun thuốc. Và tiếp theo là những cái và cái đào đào này không phải là đào nguyên thủy của Đà Lạt, mà đào này đa số nhập từ Nam Định hoặc là ngoài miền Bắc vào. Mình cũng thấy một số cô chú bác cũng đang đi mua cây về trưng Tết. Năm này thì cây người ta thấy người ta bán rất là nhiều, nhưng mà cũng không bằng những cái năm trước quý vị. Năm nay thì do cái kinh tế một phần nó đã thúc đẩy cho con người ta nó không còn tâm trí vào mua cây cảnh. Những cái năm trước thì người ta làm ăn có nên là cái sự mua bán rất là nhộn nhịp. Năm nay thì có vẻ nó hơi vắng lặng hơn. Đây là cũng có bán hoa giả nữa, cũng hoa thiệt luôn. Những cái chậu mai mini nhỏ rất là đẹp. Và thậm chí ở đây họ cũng có thể là họ cho thuê cây và họ chăm sóc những cái cây yếu luôn nghe quý vị. Họ có thể là họ chăm sóc những cái cây mà giờ mình trồng mà nó xấu xí hay là nó bị hư thì họ nhận giúp và chăm sóc cho mình luôn. Đây cũng có những cái cây thần tài nữa. Có một số nhà thì vừa bán đào vừa bán mai. Một số nhà thì họ bán cây mai, một số nhà thì họ bán đào, một số nhà thì họ bán cây tắc. Nói chung là họ bán đủ thứ, những cái hoa, những cái cây cảnh mà đa số trước đây nhà nhà đều có, hay là những cái chậu lan. Thật sự mà nói do kinh tế nó yếu kém, chứ còn nếu mà kinh tế nó cho phép thì mỗi nhà mua một cây ủng hộ cho họ thì cũng rất là quý mọi người. Cũng như là chúng ta mua về thì chúng ta trồng một thời gian xong rồi chúng ta đem ra đất chúng ta trồng, thì sang năm nữa thì chúng ta lại có một cái cây to hơn để trồng, nó phát triển và chúng ta có thể là bấm vào chậu để chơi tiếp. Thì sang năm thì một năm nữa thì cái cây thì nó sẽ to hơn, nó mạnh mẽ hơn và nó có cho nhiều bông hơn. Cái đào đào này, đào Hà Nội, đào Hà Nội này nó có một cái màu đỏ rất là đặc trưng của xứ miền Bắc. Còn nếu mà nói về đào Đà Lạt thì cái màu cũng hơi lợt hơn một tí. Nói tóm lại thì cái hoa đào thì theo mình được thấy thì hầu như nó đều đẹp. Còn hoa mai thì quá đẹp rồi, nó có một cái màu vàng rất là sặc sỡ. Chúng ta đang đi đến một cái vòng xoay đầu đèo Mimosa. Thì bên này là những cái chậu bông cúc. Cũng có bông giấy nữa. Khúc này thì theo mình nhận biết thì thấy có những cái chậu đào rất là to. Cây có vẻ bự hơn là cái chỗ hồi nãy mới đi ngang qua. Phía bên kia đường thì chậu mai rất là rực rỡ. Quý vị thấy những cái chậu mai và chậu lan rất là đẹp không? Đó, những chậu lan rất là đẹp, người ta trồng và chăm sóc rất là công phu mới có những cái chậu lan đẹp như vậy đó quý vị. Những cái đào nó to nó tốt, mình cũng rất là thích. Chắc vài bữa mình cũng phải mua một cây về mình trồng ngoài đất cho nó đẹp. Đây là những cái chậu bông giấy mà theo mình được biết thì người ta chuyển từ miền Tây lên hoặc là miền Trung vào, chứ còn Đà Lạt thì mình chưa thấy cái chỗ nào trồng quy mô lớn. Giống như những cái chậu lan này là thường người ta trồng những cái vùng khác đem lên đây. Nhưng mà dù là ở vùng nào bán đi chăng nữa thì không quan trọng, mà cái quan trọng cái giá cả thì hầu như đi đâu cũng là một giá đó thôi quý vị, họ không có thêm bớt đâu. Mình thấy nhà vườn họ buôn bán rất là có tâm chứ không đến nỗi đâu. Do mình không có tiền nên là mình thấy vậy thôi, chứ thật sự ra mình bỏ ra mấy trăm ngàn, mấy triệu mình mua một cây mai, cây đào, cây lan thì vì nó rất là giá trị, nó rất là phong thủy trong ngôi nhà của mình. Những cái mai như vậy thì cũng trải qua 5 7 năm mới được như được nó hình thành nó to như vậy.
chứ đâu phải là trồng xuống đất cái nó to liền như cái cải cây số 3-4 tháng là phải thu hoạch, mà nó trải qua tới 3-4 năm. Nên là một cái cây thật sự ra khi mà mình mua một cái cây nó giá trị vài triệu thì thật sự ra đó là mình chỉ là mua một cái thời gian của người ta thôi, chứ còn cái cây là mình chưa tính tới, nó giá trị theo thời gian quý vị ạ. Bên tay trái chúng ta đó là cái siêu thị, trước đây là Vinmart nhưng bây giờ siêu thị nó vắng khách quá nên đã bàn giao lại cho chủ sở hữu nào đó mình không biết, nhưng hiện tại bây giờ họ đang trưng những cái cây cảnh ở dưới để bán luôn. Đây là vòng xoay và trước mặt chúng ta đi thẳng theo tay phải là chúng ta đi đèo Mimosa. Bên tay trái chúng ta đó là một cái khách sạn xây quy mô rất là lớn, mấy trăm phòng, nó mới khi hoàn thành đây, mình chưa biết tên, tên là mệt bên gì đó, nói chung mình không có giỏi tiếng Anh. Còn bên tay phải chúng ta là cái trung tâm điện lực, nơi quản lý điện lưới của tỉnh Lâm Đồng, khu vực Lâm Đồng. Và chúng ta tiếp tục lần mò theo cái con đường này để đi về tới hướng bên phải chúng ta là cái bảo tàng Lâm Đồng này, nơi nó trưng bày những cái giá trị lịch sử giống như những cái vụ loại vũ khí mà trước đây kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và những cái đồ dụng cụ của người đồng bào. Bên tay trái chúng ta là cái khách sạn Metro Limit. Và theo như quý vị cũng thấy rồi là tới ngang đây là những cái mai cái đào người ta còn trưng bày rất là nhiều. Năm nay có vẻ là đào nó cái mai nó nhiều hơn các năm hay sao á, mà mình thấy giờ nó đã nở rất là đẹp. Bên kia là những chậu cúc. Chậu cúc vàng, những cúc chậu này thì theo mình được biết họ di chuyển từ làng hoa Sa Đéc á, là họ trồng rất là nhiều, hoặc là ở Đồng Nai, Biên Hòa hay là các tỉnh miền xứ nắng lên đây. Nói chung là xứ nắng trồng cây lên được thì xứ lạnh tất nhiên là phải được, chắc chắn đó là điều chắc chắn, vì cây luôn luôn nó ưa ẩm mát, và riêng cái khí hậu Đà Lạt thì lúc nào nó cũng ẩm mát nên là chắc chắn là cây cối ở Đà Lạt thì phát triển rất là tốt. Mình đã chạy tới cái đoạn này là đi vào Dinh Bảo Đại, một đường đi xuống chùa Sơn Nữ. Hay là bây giờ tới đây thì người ta lại bắn cái tắc lại nhiều hơn cái mai. Thì đa số xuân đến Tết về thì ai ai cũng náo nức trong lòng, nhất là những cái em trẻ tuổi giống như mình trước đây cũng vậy. Trước đây thì mình còn nghe được những cái tiếng pháo đồ nổ đi đùng đêm giao thừa, nhưng sau này mình không còn nghe được tiếng pháo nhưng chỉ thấy những cái pháo hoa, pháo bông thôi. Những em trẻ thì thấy Tết đến thì rất là mừng vì có được bao lì xì của bố mẹ người lớn biếu cho, cũng như ăn được bánh kẹo mứt. Đó là một cái mà truyền thống của cái người châu Á chúng ta, không riêng gì Việt Nam mà Trung Quốc, Thái Lan, Campuchia, Myanmar, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan này kia họ đều ăn Tết như mình. Đó nói chung là ở châu Á, còn châu Âu thì họ chỉ có là Tết Dương thôi, còn Tết Âm là đa số là người châu Á chúng ta. Đây là trường Phan Châu Trinh, cũng là giờ cao điểm để quý phụ huynh đang đón các em đi về nhà ăn cơm trưa, có thể là chiều đi học cũng có thể là chiều được nghỉ. Và năm này thì hình như là cấp 2, cấp 3 là học thứ hai hay thứ ba gì đó nữa là cũng nghỉ Tết luôn, còn các em mẫu giáo thì tới 28 mới được nghỉ, theo mình được biết như vậy. Xuống đây thì có những cái địa điểm người ta buôn bán cây nhộn nhịp tiếp theo. Nói chung là đường xá những cái mùa này thì luôn luôn ngoài đường luôn luôn là đông người tấp nập. Một số cơ quan cũng sắp nghỉ rồi nên người ta cũng tranh thủ đi mua cho nhà mình cái mai, cái lan, cái đào. Cũng có một số gia đình thì đang dọn dẹp nhà cửa, sơn sửa lại nhà cửa. Phòng ba, trái cây. Bên phải chúng ta đó là chi nhánh ngân hàng Vietcombank. Tới đây là đèn xanh đèn đỏ, chúng ta đi thẳng là chúng ta đi theo đi về hướng Trời Mát, đi về hướng Phan Rang. Còn bây giờ mình quẹo tới trái theo cái tòa nhà Viettel đó,
đi về hướng ngã tư Phan Châu Trinh là đi về lại nhà. Thì sáng nay là mình cũng đã review cho tất cả quý vị và các bạn xem một đoạn đường từ Trần Phú đến Trần Hưng Đạo, và tới đây thì đoạn đường này nó không còn mang tên Trần Hưng Đạo nữa mà nó còn chỉ là mang tên ngã tư Phan Châu Trinh. Và hết cái đoạn đường mình làm việc và mình quay video cho quý vị xem rồi. Thì tới đây thì mình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những video tiếp theo. Và xin chân thành cảm ơn đến tất cả quý vị và các bạn đã đăng ký kênh của mình cũng như theo dõi kênh và nhấn like ủng hộ. Và đừng quên chia sẻ kênh của mình để cho kênh của mình ngày một phát triển tốt đẹp hơn và có những thức phim video độc đáo và hay nhất cho quý vị xem. Cũng như quý vị không có cơ hội hay thời gian đi ra ngoài thì quý vị chỉ cần bấm lối đi riêng vlog thì quý vị sẽ được xem những thước phim video mà chính tay mình review lại. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.